Rồi hello, mình chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Giờ này gần 10 giờ đêm rồi, mình làm với anh em video chơi. Hồi chiều này mình mới mua được con máy quay Thái 110. Con máy này ô đô của nó 18.000 anh em. 18.000. Nói chung ở đây mình thích đồ máy quay 110 cọc cọc thì mình hốt à, mình chơi à. Rồi mình bán, mình kiếm lãi. Tại mình mua bán, mình bán mình kiếm lãi bình thường anh em thấy không đó. Thì con máy này mình có rã món ra, người ta rã sẵn cho mình chứ không phải là mình rã đó, người ta rã sẵn mình qua kiểm tra đồ mình lấy. Thì tối nay mình lên sóng với anh em 18.000 anh em, ô lô 18.000. thì anh em coi ưng bụng vừa ý món nào mình ới em. Thì nói chung đồ thì nó tuyệt phẩm tuyệt vời, không có gì để bàn hết trơn, chỉ nói về giá thôi. Rồi con máy này đầu tiên mình không có làm mất thời gian, anh em mua hàng liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0865890158 ha. Số có Zalo, có Facebook. Ngoài ra mình cũng có nhiều phụ tùng đó, phụ tùng tồn kho, phụ tùng tùm lum. Thông tin cửa hàng mình ở đây nè, anh em có cần cứ hú ha. Bây giờ mình không có làm mất thời gian của quý anh em, mình xin đi vào báo giá. Mình báo giá với anh em bộ bình xăng con của nó trước. Thì do đầu lòng giá trị cao cho nên là cái ron co xăng nó còn dính đây nè. Đây nè, ron co xăng ở đây nè. Đây nè, ron miếng ron co xăng này mình giữ cho anh em ta ha. Con máy này nó giao thời, nó cuối 99 đầu 2000. Con máy giao thời cuối 99 đầu 2000. Thì anh em đón theo dõi ha. Nếu anh em ưng bụng dĩ thì hú. Tất nhiên thì nó là tuyệt vời rồi, không có gì để bàn cãi đâu. Anh em nào mà thí dụ như sắp tới có dọn xe mà mình có điều kiện á, có nhu cầu ráp máy á, hú em nha. Lâu lâu mới có máy đẹp nha anh em. Lâu lâu mới có máy dữ. Rồi mình xin đi vào báo giá chi tiết cho anh em và quay chi tiết cho anh em về phụ tùng nha. Mình giới thiệu với anh em, do cái bộ bình xăng con này á, mình giữ co xăng trên đầu lòng, cho nên mình bán cho anh em là bao gồm bình xăng con, boe với xá xị. Thì combo bình xăng con boe xá xị thì mình bán cho anh em giá 2,5 triệu nha, quay Thái 110 cuối 99 đầu 2000 nha anh em. Đó, bình xăng con boe xá xị là 2,5 triệu. Đây, chung là cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Bình xăng con này nó có cái mã là 7HAA BA31 đó, mã nó đây anh em, 7HAA BA31. Bình xăng này là đẹp tuyệt phẩm luôn, ở trong cái lồng nó có đóng số 27 nha anh em. Đẹp tuyệt vời luôn á, đẹp những cái chi tiết nhỏ luôn nha anh em. Trên này cao su, trên này có đóng số 21. Bình xăng này nói chung là chưa có xúc rửa bên trong nha, anh em về vẫn phải xúc rửa bên trong nha, chỉ mới có rửa sơ sơ bên ngoài thôi nha anh em. Anh em không thích thì cứ gắn lên xài luôn, nhưng mà anh em nhớ nè, bình xăng đậu, bình xăng mà xe đậu lâu á, như vậy nè, thường thường nó dễ bị chảy xăng dư lắm. Nhưng mà mình bán cho anh em ở đây mình bao xăng dư cho anh em luôn, tại vì những bình mà giá trị cao, mình những cái món hàng giá trị cao như thế này là mình bán mình xử lý xăng dư sẵn cho anh em. Nhưng mà anh em lưu ý mình không có đóng cối nha, hoàn toàn là không có can thiệp tới cối bông tu nha anh em. Cối bông tu là giữ zin cho anh em nguyên dạng hết nha. Anh em nhìn cái phần cái bát này nó vàng khè luôn, mà nó vàng đậm luôn anh em thấy không. Đó, những bình xăng con mà đẹp đó, thường thường là cái phần này nè, nó vàng khè luôn mà nó vàng đậm như vậy nè, chứ không phải do tác động của rửa nhiều nha anh em. Tác động của rửa nhiều thì cái màu nó nhạt bớt rồi. Chung là bình này nó đẹp lắm. Cái phần cái viền này là nước gam nó còn bóng lộng luôn anh em thấy không, chưa có chỗ chữ ốp chữ on nè. Đó, chữ full khóa xăng nè. Đó, cái con ốc xả xăng dư anh em nghĩ thì nó còn vàng khè luôn, là anh em hiểu rồi. Ốc xả xăng dư nó còn vàng khè luôn. Đó, chung bình đẹp lắm, mực màu xanh lè xanh lét. Những cái bình xăng con mà nó còn đẹp á, là cái phần của cái này mình hay gọi là cái lọc xăng á, mở này ra bên trong nó có giống cái như cái trái lọc vậy đó, thì nó còn vàng khè, đúng chuẩn của nó. Chỗ này là màu gam, nó màu vàng nha anh em. Nhà mực màu của nhà sản xuất thì còn nước da nó ống ánh luôn. Bình này cọp lắm, miễn bàn rồi, chưa bung chưa chạm luôn mà. Chưa bung chưa chạm luôn mà.
chưa bung chưa chạm ốc luôn mà. Đó đó, bây giờ tiếp theo mình quay cho anh em coi cái bộ e với xá xị nó thôi, lò xo của nó nè, lò xo của nó đây nha anh em, lò xo nó nè, chưa cắt chưa gì nha anh em nha. Trái gà nó nè, trái gà nó thì mình nói với anh em nè, mình chưa có rửa luôn mà, là anh em coi nè, bên trong nó cỡ này thì anh em hiểu rồi, như tồn mà. Đó, bên trong cái này là anh em hiểu rồi, trái gà nó không khác nào trái gà tồn luôn đó anh em. Mình nói anh em nói thẳng luôn, bình xăng này không khác nào cái trái gà, nó không khác nào trái gà tồn, chưa có một dấu tì vết gì luôn. Bình xăng con Boe xá xị mình bán 2,5 triệu nha anh em, tiền nào của nấy anh em ha, cuối 99 đầu 2000. Trái gà có đóng mã là H2C, trái gà có đóng mã là H2C anh em. Kim đót đây, kim đót là bao anh em zin, cái phần cổ này không có bị lúng vô nhiều nha anh em nha, lúng vô nhiều là anh em chạy ăn xăng nha. Anh em thấy không, bao anh em chạy ganti bao chuẩn cho anh em đó, bao không xăng dư cho anh em luôn nha. Những bình giá trị cao, những combo đồ giá trị cao này mình sẽ xử lý sẵn cho anh em hết, còn Boe với xá xị thì miễn bàn đi, trái xá xị nó còn trắng phiếu luôn nè. Thì trái xá xị này á, anh em cũng biết rồi, cái ống bên này lúc nào nó cũng bị răng hết trơn á. Mình ở đây mình đã có thay cho anh em một cái ống niêu thái mới, anh em thấy không, nó rất là chuẩn thấy không, đã thay cho anh em cái ống niêu thái mới đó, rất là đẹp, trái xá xị còn trắng phiếu luôn, anh em biết cỡ nào rồi, bao đẹp nha anh em. Nói chung là combo này mà anh em lên xe là bao đẹp bao ngon đó, cực kỳ không, mới tháo lần đầu nha anh em. KFL F4 đắt 2000 vẫn còn rõ ràng đây luôn, còn cái này luôn nha anh em nha, cái này sẽ cặn lớn sẽ cặn nhỏ đó, còn mèo mèo luôn nè, đắt điếc tụi còn đầy đủ nha anh em, rất ít trầy nha, bao đẹp, tiền nào của nấy nha anh em. Combo này đúng là đúng tiền nào của nấy luôn nha anh em, trong suốt luôn này, còn mèo mèo luôn anh em thấy không. Bình xăng con Boe xá xị quay tháng 110 cuối 99 đầu 2000, em bán cho anh em dưới giá là 2,5 triệu nha, anh em có xài hú em nha, tuyệt đẹp nha. Bình xăng con Boe xá xị là 2,5 triệu, combo này anh em lên xe là miễn bàn nha, trái gà là như tồn luôn, đúng xác mới 18.000 mà anh em. Tiếp theo nữa là mình vào sân bộ số, bộ số quay tháng 110, bộ số này thì số 99 tại vì nói giao thời mà. Cốt tải 99 anh em, bộ số này mình bán cho anh em giá là full cốt đạp cốt số báo số luôn đầy đủ, là mình bán anh em giá 1,8 triệu nha. Trời ơi, đạp vô mắt anh em coi cái báo số này. Báo số là mình nói với anh em là không có điểm chê luôn mà nè, chưa biết một miếng lúng là gì luôn á đó. Chưa biết một miếng lúng là gì luôn nha anh em, mực xanh xanh nó đây vẫn còn mà. Chưa biết lúng là gì luôn nha anh em, đúng báo số quay thái 110 nha, Sumitomo nha, cao su ở trên này chưa có ruột nha. Y lộn băng keo dắt giết thì miễn bàn, đây nha anh em, đắt 2000 nha, không không nè anh em thấy không, hơi khó nhìn xíu nha anh em, không 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 2002 mực màu gì tè le hột ma. Mình vệ sinh cho anh em sạch rồi, cái phần dắt này mình vệ sinh cho anh em sạch rồi, vậy anh em chỉ lên xe thôi. Cốt đạp cốt số của nó nè, cái này anh em mình nói thẳng luôn á, là mình chưa có rửa vô, mình chưa có rửa chưa có động chạm gì trơn á, tại vì bản chất máy nó đi nhớt sạch bon à, anh em nhìn nè, bản chất máy đi nhớt là miễn bàn luôn nha anh em. Chưa có rửa gì trơn á, chứ mấy cái này rửa ra trắng tươi nha anh em đó, khỏi gam. Coi nè, còn hơn quay A216 nữa mà, mực màu gì tùm lum ở trong đây luôn đó, còn hơn quay A216, nó quay thái 110 nha anh em, anh em nhìn nhiêu đủ hiểu rồi. Đây nè, tới giờ này mà còn cái thứ này nó thứ nào chịu nổi. Đi nhớt sạch như 216 vậy đó, đúng quay 110 nha, số 4 chấu nha anh em.
số 2 là anh em coi nè, lông mèo nó vẫn còn đen đen luôn, anh em thấy không? Bộ này mình bán cho anh em giá 1.800.000 nha, bao đủ thứ cho anh em lên xe nha anh em. Nói chung cục máy này nó đẹp toàn diện, cái dàn đồ nó đẹp không lỗi luôn nè anh em. Số nhịn số 2 nó vẫn còn lông mèo nè anh em thấy không? Nó như vậy đó mới gọi là số đỉnh, thấy không? Bốn chấu nè, hai nè, mực ở đây vẫn còn vàng vàng nè. Mình nhớ đâu trên con số 4 này của nó vẫn còn mực màu gì đây nè, để mình kiếm từ từ. Mình nhớ trên con số 4 nó vẫn còn quẹt mực quẹt màu gì đây này nè. Không, mực ở đây nè. Số 4 nè. Bao anh em là không nhăm không sần không gì cả. Bao ráp. Ok nha anh em. Cây cốt tải là cốt tải 99 nha anh em. Nó đẹp 90 mấy % á, 95-97% á. Chỗ này chưa có nám miếng phốt luôn mà. Không lúng mép luôn nha anh em. Cốt tải đầu bằng này nha. Quay 110 tới giờ này mà được vậy là quý lắm, quý rồi nghe anh em. Tuyệt vời lắm mày. Đẹp cực kỳ luôn. Khỏi bàn ha. Bộ này anh em chỉ việc lên xe thôi. Long đền báo số. Mã 12 mình không có đụng chạm gì vô chân á, chỉ việc lên chơi với anh em thôi. Tại vì đồ nó đẹp à. Số 8 anh em. Anh em chỉ việc lên xe mà chơi thôi. Full bộ số, cốt đạp, cốt số, báo số, quay thái 110, cuối 99 đầu 2000, mình bán cho anh em với giá 1.800.000. Tiếp theo nữa bộ nồi nè, nè. Tới khúc này nè cho những anh em dân chơi nè. Nồi này là nồi 2000, máy này máy vô thời nhưng mà đa số máy này đồ 2000 nhiều. Cái đáp trên bộ nồi này nó đóng là tháng 12 năm 2000 anh em. Đúng rồi, để mình coi kỹ trong cái đáp trong cái bộ nồi này coi. Mình nhớ là tháng 12 năm 2000, tháng 2 năm 2000. Ngày 3 tháng 2 năm 2000. Tháng 2 năm 2000 đó. Bộ nồi này báo giá cho anh em trước luôn, 6.500.000. 6.500.000, anh em chơi liên hệ em nha. Nè, mình quay kỹ từng món cho anh em luôn. Mình quay kỹ từng món hàng cho anh em luôn. 99 nè, 9L14. Bố các con anh em nhìn nè. Mình quay tỉ từng phần cho anh em luôn. Ốc chỉnh nồi nè. Bao nét, bao căng. Có cao su đầy đủ nha, lông đền chặn đầy đủ nha anh em. Ba bi nè. Hai ốc bắt mắng nhớt nè. Số 10 zin đàng hoàng hết nha. Máy nhớt nè. Đó. Mình bán nồi mình bán gì đó, full bộ vậy đó. Bộ này mình bán 6.500.000 nha. Rồi bây giờ anh em mình theo chân mình nha. Nồi có đánh dấu đàng hoàng, anh em về ráp ngay dấu lụm nha. Đầu tiên mình cho anh em coi ba cái đinh. Đinh zin chưa tán chưa gì nha. Đó, vẫn còn đóng đá tới đây nè mà nó hơi mờ. Thấy không? 2000 đuôi nè. Nè, có đánh dấu nè, anh em về chở ngay dấu gì lụm. Về chở ngay dấu gì lụm. Mình nói với anh em là miếng bàn. Cực quýp. Cực kỳ đẹp. Bao hú, bao giọng, bao bóc, bao êm, bao đủ thứ, bao quay đầu đã nồi tới tầm giá này rồi. Anh em về mà anh em nói đợt cái bộ nồi này mà mình nói thẳng luôn, nếu anh em gờ về mà anh em gờ nó giận tay tặng.
Chỉ cần anh em gờ vô mà anh em nói nào nói giận tay là tặng luôn. Nghiêng cho anh em coi luôn nè, bằng mí luôn nha anh em, chưa có hề một dấu vết giận gì luôn nha, thấy không? Cỡ này kiếm giờ không ra đâu, mình nói thiệt, nồi 99 2000 cỡ này giờ kiếm không có đâu. Còn cái búa ba càng anh em nhìn còn khủng nữa, mình nói thẳng luôn, ba càng này không thua gì ba càng tồn luôn anh em. Ba cái búa này không thua gì ba búa tồn luôn. Bốn lời ca chữ to nè anh em, lời ca chữ to. Mực chép lai này nha anh em, lò xo nó còn mực còn màu tè le ở đây chân nè, lời ca chữ to nè anh em thấy không? Bộ này mình nói với thiệt, nó whip đẳng cấp luôn. Ngày 3 tháng 2 năm 2000 0302 00, mình nói bố ba càng nó như tồn luôn đó nè. Mình nói thiệt, nội quay 110 cũng lâu lắm rồi, cách đây năm mấy, hồi năm một năm mấy trước mình gã được một bộ đẹp như thế này, tới bây giờ luôn mới thấy được một bộ này nữa. Thiệt luôn, nó đỉnh dữ luôn anh em. Bố là chưa một miếng gì mà gọi là mẻ là sần luôn. Nói thẳng luôn là nó như bố quay A216 luôn. Nói thẳng luôn, ba cái búa này là như ba búa quay A216 luôn. Nè, mực dắp lai dắp liếc hết trơn nè, đâu có chạy ra vô đây được nè, nè. Ba búa này như quay A216 luôn. Bộ nồi này mình nói thẳng với anh em luôn á, nếu không có anh em nào chơi, mình cũng bỏ vô chiếc xe đen của mình nè. Tại chiếc xe đen này, bộ nồi của mình hiện tại á, nó đang gió gió nhẹ nhẹ, mình không thích. Đó. Đó. Đúng 6 triệu rưỡi là lên đường anh em. Thiệt, nồi cọp tầm này giờ không có đâu, mình nói thẳng luôn. Nồi 110 mà cỡ này giờ kiếm cực kỳ khó rồi, không có đơn giản đâu nha anh em. Mình nói nó cọp đẳng cấp luôn á, bộ nồi này nè anh em, có ba cái búa nè, trời trời như tồn luôn mà, không có mẻ cũng gì một miếng nào luôn đó. Mình quay cận cảnh từ từ cho anh em xem, anh em nhận định đó. Mình nói thẳng luôn, một bộ nồi 110 mà ba búa đẹp thế này, mình thiệt với anh em luôn, gã mình không gà, mình gã từ đầu năm tới giờ mười mấy con, mà thậm chí năm rồi luôn chưa thấy đó. Trời trời, 6 triệu rưỡi nha anh em. Anh em chơi hú em đây, nó đi nhớt kiểu này mà trong đê, trong đế này vẫn đóng cái FMA nha anh em nha, nồi 2000 nha, KFMA FCC, mặt đạn nó là da băng na chi nha anh em. Đây, đá tới đây nè, 030200 không ngày 3 tháng 2 năm 2000 đó, búa đỉnh luôn nha anh em. Bộ nồi này là mình nói búa đỉnh luôn. Mình mới mua được hồi chiều này thôi. Anh em thấy không, những mảnh bố lá nó vẫn còn cao luôn anh em thấy không. Mình đang kiếm cái mã lá bố zin cho anh em coi nè. Đây nè, lông mã lá bố zin của người ta nè, FT chữ nhỏ nè anh em thấy không, FT nè, thấy không, 107 nè đó, FT 107 ha, nó miễn bàn rồi nha anh em. Quay 112.000 siêu cọp, bộ này mình bán giá 6 triệu rưỡi nha. Nồi này gọi nồi siêu cọp bình thường có gì đâu mà không dám. Mực màu tè le trong này còn trắng tươi trong này luôn nè. KFLF FCC, video này có lẽ nó hơi tốn thời gian, mong anh em thông cảm nha. Tại vì đồ cao tiền mình phải quay kỹ cho anh em nha, đồ mắc tiền nha. Mấy cái phần đồ mắc tiền mình quay kỹ cho anh em, người ta theo dõi kỹ càng người ta quyết định nha anh em. Kỹ cho anh em cũng như mình kỹ cho mình thôi, chứ không có cái vấn đề gì hết trơn á. Bao anh em là không có gơ lắc gì nha. Đó. Bộ nồi này mình bán cho anh em với giá là 6 triệu rưỡi. Đó, mình báo chi tiết cho anh em luôn đó. Cỡ này biết bao gì nữa giờ? Bao gì nữa? Bốn ốc đầu nữa, cỡ này bao gì nữa anh em? Nó nét như Sony luôn nè, mở ra không có miếng dấu luôn nè anh em coi. Bén như lưỡi lam luôn nha anh em. Đầu lòng nữa nè, nói gì nữa anh em.
Rồi tiếp theo nữa tới bộ dân lốc, bộ dân lốc quay thái 110 cuối 99 đầu 2000 đó. Máy nó cỡ này thì anh em biết rồi đó. Bộ dân lốc này em hậu bán cho anh em với giá là 3,5 triệu nha. Ốc sợi nhớt của nó nè, cái đầu bằng cháy nha. Để đèn tí gắn lại cho anh em. Bây giờ đủ số ở đây xíu sẽ lấy không gian quay clip. Dân lốc quay thái 110 cuối 99 đầu 2000, nhưng mà dân lốc này cái lốc bơm nó lốc bơm 2000 nha anh em. Lốc bơm có cái chỗ bắt từ lốc số đâm qua nè, AAP KFL F-2 nè, răng cỏ nè, thấy không, mới rã lần đầu trắng tươi hết trơn. Có con này bên đây nó lòn anh em, bên đây nước nó vô bên này nè nha anh em, con này thông con này thì mình phải chịu, còn lại là em bao anh em răng cỏ trắng tươi hết. Sơ mi là 100% bao anh em đẳng cấp miễn vàng luôn anh em ơi. TMB 304 giao băng CU NTN đó, dinh zin mới rã lần đầu. Ôi ắc trên ắc dưới gì thì anh em khỏi nói đi, qua lăng mới bắn luôn nè, thấy không, nét căng ra vô nhẹ nhàng nha anh em. Còn đầu lửa thì anh em nhìn tự đánh giá. Đầu lửa anh em nhìn tự đánh giá ha. Đó. Rồi. Cái dên. Búa dên 92 nha. Cực chuẩn nha anh em. Đó, cây dên nó phải như vậy anh em chạy mới đâm dữ nha. Bao của anh em khích đó. Cực kỳ luôn, thấy không? Đầu lòng mới rớt lần đầu luôn nha, đầu lòng của nó luôn nè. Đó. Coi cái dân chiếc đi rồi xong rồi mình coi qua tới bánh bơm. Xong mình coi qua tới phần lốc bơm anh em. Như mới luôn mà. Bộ dân lốc này em bán 3,5 triệu nha anh em. Chưa một dấu tích gì luôn nha anh em. Thường thường ở đây dễ có dấu lắm nè. Tới lốc bơm nè. Máy này máy mộc nha anh em, người ta không có rửa gì nhiều đâu. Máy mộc, răng cỏ sơ mi nè. Bao tất từng tật cho anh em nha. Đó, không một lỗi lầm nha, mình quay clip rất kỹ nha anh em. Bộ dân lốc này em bán 3,5 triệu. Gắn ốc sợi nhớt lại cho rồi đi, để quên nữa. Đó. Tiếp theo tới đầu lòng, đầu lòng là mình bán là mình cho anh em luôn 4 cây bù rong nha, cho nó tẹp màu nha anh em. Chứ đầu lòng bán mà không có bù rong dở lắm, đầu lòng bán là phải theo bù rong luôn nó mới tẹp màu. Đầu lòng thì bao gồm có bù rong với cộng sơn cam. Nguyên nhân mình đưa anh em cộng sơn cam này bởi vì cộng sơn cam nó còn quá đẹp. Sơn cam theo xe nè. Sơn cam nó còn quá đẹp luôn nha anh em. Chưa có công gì mấy hết trơn nha anh em nha. Thấy không? Sơn cam này thấy vậy đó, anh em chạy mà không hú nó vậy mà thử đưa sơn cam mới rồi nó hú é é. Ốc đầu thì nãy mình quay cho anh em rồi đó, miễn bàn nha ha. Đó, anh em không cần lăn tăn với phần ốc đầu này nữa rồi. Rồi giờ mình cho anh em coi đầu lòng. Đầu lòng thì mình báo giá cho anh em trước luôn nha. Đầu lòng này em bán cho anh em luôn 4 cây cù sông, luôn cộng sơn cam luôn, bán anh em giá 7,000. Anh em lấy hai món luôn, lấy dên lóc với đầu lòng luôn. Đó, nếu mà nói thẳng với anh em, nếu như anh em đã xác định mình gáp máy cho nó tịch mà gáp một lần vô là anh em xài 5-7 năm, 10 năm không nhúc nhích thì nó thiệt đây là những quyết định sáng suốt. Mình nói thẳng với anh em, thay vì anh em mua một bộ dên lóc tầm 2,000 ngoài, cái đó là xe dạng như tầm trung trung đó, dên cũng ok đó, trời ơi những cái dên này mình nói anh em độ rơi bạc đạn thì anh em miễn bàn đi đó, độ rơi có lóc chết thì anh em khỏi có lo đó. Những cây dên với cái lóc cái đầu lòng thế này anh em xài 5-7 năm, 10 năm không bao giờ nhúc nhích nó. Máy người ta này anh em nghĩ cái ron cờ nó dựng đứng luôn là đâu phải máy bình thường đâu nè, thấy không, đâu phải máy bình thường anh em. Lòng chữ nhỏ đầu TH luôn à, 108 cm khối KFL -1 đó, đầu TH luôn nè, đầu TH 3 luôn nè, mà 2000 nha anh em. Nó cái dạng máy giao thời 2000, lắp cò là bao anh em là chưa chỉnh cò luôn đó, chưa một lần chỉnh cò luôn.
đó, mình dám bao khẳng định với em 100% là chưa một lần chỉnh cò luôn đó. Đầu lòng này em bán giá 7 triệu nè, cò xăng 2000 nè anh em, ốc tán bao xin chưa mở lần nào nha. Đó, nắp cò trên dưới là em hậu bao anh em là chưa một lần chỉnh, mình dám tuyên bố luôn đó, cùi xong bô gì là nguyên zin hết, không lỗi lầm. Còn bích tông với cái lòng thì anh em khỏi có nói đó, đã em dám tuyên bố tới cái giá này rồi, đồ nó phải như thế nào nè anh em, mình cùng nhau chiêm ngưỡng nè. Đầu tiên xác định cho anh em trước, trái bích tông nó trắng tươi luôn, thấy không, ở tầng đa ART nè, thấy không, KSL nè, đó rồi ha. Lòng đẹp không, đầu lòng đẹp không lỗi lầm gì nha anh em. Chứ cái buji của người ta vẫn còn rin theo xe mà, buji vẫn còn rin mà, rin theo xe nè nè. Anh em nghĩ coi, mặt trên cỡ này, mặt dưới cỡ nào anh em. Đó, mình đánh giá được hết trơn, mình khỏi có nhờ ai hết trơn á, mình nói thẳng với anh em đó đó. Cỡ này rách lon chân đầu rồi nha anh em, đầu lòng này nói chung là xui cái rách hết chút xíu rồi, ổn quá nè, rách chút xíu cái này thôi, nhưng mà cái này tại nó anh em ơi thua rồi, lon chân đồng này bỏ không xài được nha anh em, rách rồi không xài lại được, thua rồi. Bây giờ cho anh em coi giải dưới nè, rồi mình cho anh em coi cái lồng, anh em coi cái lồng là anh em khủng hoảng luôn, giải dưới thì miễn bàn đó. Còn cái sớ đó là bình thường nha anh em kéo nóng là cái nào cũng thằng nào cũng bị chân á, anh em kéo nóng lên lần nào cũng bị chân á đó. Sớ này là bình thường anh em, mình kéo nóng lên là bị hết, bình thường không có gì hết. Cái sớ ngang á, quan trọng là cái sớ ngang nó nhiều hay ít á, anh em thấy không, này mình anh em xài chục năm nhúc nhích gì đó nè. Cho anh em coi cái lồng nè, anh em tự nhận định tự đánh giá, khỏi có mà nói ai chứ á đó. Tới trong nè, sớ giỏng nó tới bên trong này luôn nè đó, mình coi là mình coi tới lúc bên trong luôn, nó vẫn nhiều luôn anh em thấy không, nó vẫn nhiều luôn chứ không phải tới đó nó bớt nè. Mặt trên nè, thường thường mặt trên này nó ưa bị kiểu như nó bị ăn trước á, mặt trên này nó bị ăn trước mặt dưới, thấy không, tới bên trong luôn nè đó. Mình nói thẳng, mình bán là mình quay kỹ càng luôn chứ mình không có chạy anh em, không có chạy mặt hàng. Hai bên đẹp hết không lỗi lầm. Đó, đầu lòng này nè, nước gam thì miễn bàn, nói thẳng với anh em là chưa có rửa kỹ những cái phần này nè, nó vẫn còn nước keo luôn nè anh em thấy không, nước gam nè trắng tươi, thấy không, ron đồ là anh em nhìn là mức xanh ngay đó. Đó, đầu lòng này em bán 7 triệu là có cả bù rong, ốc đầu, có sinh cam theo xe cho anh em đầy đủ, cho nó tẹp màu đó, anh em đưa vô nhìn rất là hợp màu, anh em thấy không, đúng tịch của người ta là bao đẹp, bao zin, bao mộc. Đầu lòng 7 triệu, danh lóc 3 triệu là danh lóc 3 triệu rưỡi là 10 triệu 500, anh em lấy combo này là 10 triệu đó. Còn bộ nồi này cỡ này thì anh em đừng có nói tới, miễn bàn là 6 triệu rưỡi, số 1 triệu 8, bình xăng con Boe xá xị là 2 triệu rưỡi. Rồi em chào anh em, anh em cần cứ hú đó. Cái phương châm của em ở đây á là em không sợ đồ cao tiền, mình cứ việc tin tưởng vào bản thân mình có tư duy mà, mình có con mắt mình nhìn được, mình có nghề, mình đâu có gì phải sợ anh em. Cho nên là mình cũng muốn gửi gắm đến anh em thợ như thế này. Có một số anh em thợ gọi là mình á, người ta thật sự thích đồ đẹp nhưng mà người ta không dám lấy về, người ta sợ bán, người ta sợ không có khách. Nhưng mà anh em không thử sao làm sao mình biết được. Anh em đừng nghĩ mình ở dưới vùng quê, mình nói thẳng luôn, ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có người này người nọ. Vẫn có người ta ok, vẫn ở vùng quê thì ít người mà người ta có điều kiện kinh tế cao á, nó ít hơn người ở thành thị, thì mình công nhận với anh em. Nhưng mà vẫn có người ta chịu chơi, mình xin khẳng định với anh em, tại vì lúc trước mình ở dưới Chi Tôn, mình ở vùng nông thôn, người ta chịu chơi lắm anh em, vẫn có người ta chịu chơi, cho nên anh em cứ việc an tâm đó. Mình không thử sao mình biết, chứ không lẽ anh em cam chịu số phận, mình không lẽ mình làm cọc cạch sửa ba xe Trung Quốc ở vùng quê hoài. Mình nói đây mình không phải cố ý mình đụng chạm, nhưng mà ở đây mình bán cho thợ nhiều, mình muốn anh em thợ chung tay với mình để mình xây dựng một cái cộng đồng nó lớn mạnh hơn, nó tươi đẹp hơn. Rồi mình chào anh em nha.